Đây là cái sự hay ho của tính năng xung trên con máy tích 250BC xịn hào này nha quý khách hàng nha. Nếu khách nhìn ra được cái camera mình quay kỹ á, thì khách sẽ thấy là khi nó lửa nó sáng lên, đó là cái dòng đó gọi là dòng chảy kim loại. Còn lửa nó mờ lại có nghĩa là dòng làm nguội đó. Đó là cái hiệu ứng của xung, thì nó sẽ giúp cho chúng ta tạo ra những cái dãy cá đường hàng rất là đẹp. Và nói chung nó cũng giảm sự gia nhiệt trong quá trình mình hàng kéo một đường dài như thế này nè. Hôm nay mình quyết định mình lấy tích ra mình hàng sắt cho tất cả quý hàng coi. Mình quý thấy riết mình luyện thiết sa trưởng rồi, mình luyện là ngọa long sa trưởng không? Rồi, mình sẽ cho nó nhịp nhanh chút xíu, mời tất cả mọi người hay coi một đường lạnh nè. Lạnh rất là khó để làm trong trang trí của bô. Lạnh chỉ là hàng được đồ mỏng thôi. Đó thì mình đang thực hiện đường lạnh để quý khách thấy. Quý thấy lạnh là sao? Nó lên dòng chính, cái nó tắt, nó xuống không, đó, làm tiếp nè. Lạnh nó sẽ ra cái hiệu ứng khác biệt với xung. Giá con máy này chỉ có 5.200.000 thôi, nó rất rẻ so với thị trường Việt Nam mình nha quý thầy nha. Mà mình bảo hành cũng 2 năm nữa mà hướng dẫn rất là tận tình cho mọi người. Và kính chào tất cả quý hàng thương mến quay trở lại kênh Máy Hàng Quyền nha. Hôm nay là ngày thứ 5, ngày 1 tây tháng 6 năm 2023. Mình cứ tưởng là mấy ngày mới còn ngày tháng cũ không. Bây giờ đã qua tháng 6 rồi. Chúc tất cả quý hàng ở khắp muôn phương có một ngày thật đẹp, thật là bình an. Và cảm ơn rất là nhiều quý khách hàng thương mến đã luôn luôn đồng hành tin tưởng và đặt rất là nhiều dòng máy bát sai quý khách hàng ha. Nói thì hôm nay mình còn có máy bát sai thì còn một ít, nhưng mà cái nón thì nó gần hết rồi quý khách, cho nên quý khách tranh thủ nha. Bát sai thì cũng còn tương đối nhiều nhiều, nhưng mà cái nón hàng xịn hào này nè nó còn chút chút, thì bây giờ cũng còn sót lại vài đơn. Thì anh em nó đang chuẩn bị tấp nập nó đóng để nó đi lên bỏ lên giao hàng tiết kiệm cho kịp. Thì cái dòng bát sai này là cái dòng máy mình cũng nhắc tới nhắc lui hoài qua nay á. Thì trong cái giai đoạn khó khăn này, quý khách hàng nào mà muốn có một con máy mà nó rẻ tiền nhưng mà nó làm theo đúng cái tiêu chuẩn của Đức. Đây là cái công ty Đức đàng hoàng, nhưng mà quý khách nhìn thấy cuốn sách của họ nè. Đây là địa chỉ công ty của họ, công ty trách nhiệm hữu hạn CMC. Nè quý khách thấy không? Địa chỉ của họ nè. Đó, đây là cái địa chỉ của họ. Quý khách vẫn có thể coi vô trang web tra về cái mã số của cái dòng máy này. Đây. Mã của nó là IAN. Đây là tiếng Đức á, giống như tiếng Việt của mình nó gọi là number đó. Ê, là số đó. Còn tiếng Anh nó gọi là item nè, tiếng này tiếng Đức là dust nè. Còn này là mấy cái ngôn ngữ của nước ở châu Âu á. Đây là toàn bộ sách của nó nói về rất là rõ ràng. Đồ đạc của nó nguyên zin như thế này. Thì giá thực sự mình không có nói gian dối, tức là có nhiều ông vô bình luận rất là lạ luôn. Cái ông kia cũng vô ông nói có thằng Minh Khoát gì á là cũng bạn người Đức, thì xin lỗi thằng Khoát đó là không có tư cách nào là để bạn với người Đức nào cả. Mình á làm trong ngành hàng là từ năm 97 giờ, thì cái ông bác sai này với lại ông chủ xăng vô của mình, chủ hãng xăng vô này nè, đây là những hãng xăng vô nè, là bạn. Vì tại giai đoạn đầu mà khi mà đem máy này qua mình không có muốn giúp, mình không có muốn giúp, nhưng mà cuối cùng mình hỏi ý kiến là cái tổng giám đốc của công ty xăng vô này có đồng ý cho mình giúp cái lô bát sai bạn ổng hay không, ổng đồng ý thì mình đã đem lên mình giới thiệu đến tất cả quý hàng. Thì đây là cái tiêu chuẩn mà mọi người cứ tự phân tích đi. Mình qua mình nói với quý khách hàng về con Ares rồi đó. Đó, đây là bát sai, nó cộng dây điện nguồn của nó nè, rất là xịn hào. Quý khách nhìn nè, nó một cái máy như thế này, đúng cái tiêu chuẩn của Đức nè. Đây là tên cái nhà máy và địa chỉ của nó nè. Quý khách nhìn đi nè, giống y chang trên cuốn sách nè, đường nè. Cái gì nè, ở chỗ nào là mình không có đọc được, tại vì nhờ anh em nó zoom lên thôi mình mới đọc được. Này số seri nè, đây là toàn bộ những cái thiết kế theo cái kiểu đó, của người Đức. Dây nguồn là 100% dây đồng, nó cũng dài rất là miên man, quý khách cũng thấy rồi. Giá thì 1.200.000 nó rất là rẻ. À, cái nón của nó nè, cái nón cầm tay của nó nè, cũng chữ bát sai nè, rất là đẹp. Rồi đồng thời mình còn tặng thêm khuyến mãi như vậy. Tại sao mình phải khuyến mãi? Để mình kích thích, mình cho khách
cái sự mua nó nhanh chút xíu để giải phóng thụ cho người bạn này. Đây là toàn bộ này, dây đồng của nó nè. Thì hôm nay mình còn có vài cái máy thôi, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái nón. Cái nón nó gần hết rồi, mình đang khuyến mãi 1.200.000 mà tặng cái nón xịn hào này. Có nút chỉnh nè, tắt mở lên số 9, đội rất là nhẹ nhàng. Thì đây là cái nón zin của nó. Mình còn một vài cái nón. Nón mới là quan trọng. Còn cái máy mình tranh thủ, mình giải thích với tại sao mình làm cho nó nhanh là để chi, để mình giúp bạn cho nó hết cho rồi. Thì mình quý khách hàng tranh thủ nha. Đây là dòng máy đứng thật sự, nó đến từ một cái thương hiệu rất là lớn của nước Đức luôn á, chứ không phải là nói chơi chơi đâu. Nhà máy của họ bên Trung Quốc. Cho nên nhiều quý khách hàng nào lắng nghe cho kỹ giùm, đừng có vô ném đá rồi mệt lắm. Mình nói mình chọc đá ngoáy sấy nhau chi đau đầu lắm. Mình thật ra mình bán với những con máy vậy, nó chả đáng để mình làm giàu lên đâu. Cho nên có nhiều anh mới vừa lướt coi YouTube, đừng có nghĩ là mình lên đây mình nói xạo nhức đầu lắm. Mình không phải giống những cái kiểu trên mạng là mặc áo ngực ra bán máy hàng, rồi ngồi le lưỡi liếm mấy cọng dây hàng, rồi nói tầm bay tầm xàm. Mình không có kiểu đó. Quý khách hàng mình tâm sự thật lòng đó. Mình là có trụ sở tại số 27, 29 đường 36, phường 10 quận 6. Đây là cũng chính là nhà của mình luôn nè. Mình tuyên bố chứ khách hàng nắm cho nó rõ. Thì những cái máy này mình giúp một người bạn bên Đức là chuyện bình thường. Mình làm ngành hàng từ năm 97 đến giờ. Thì cái việc mà bạn bè của những cái công ty như thế này là mình quen biết là chuyện rất là bình thường ha quý khách hàng ha. Đó, thì những người khách hàng nào mà hiểu mình đó thì cũng xin phép là cho mình một cái nút đăng ký, một cái lượng like. Còn những người nào mà cảm thấy không thích mình, nói là mình nói dốc, nói láo, thôi đừng có coi nữa, mất công lắm. Đó, thì hôm nay mình cũng nói với khách hàng là mình còn một ít máy bát sai này. Rất là xịn hào đó, mình cho mọi người coi rất rõ đồ đạc của em nó đó. Đó, thùng bọng của nó đó. Cách đóng gói của nó, tiêu chuẩn của nó đó. Quý khách nhìn kỹ đi. Dây kìm hàng kẹp mát là nè. Mình cũng đính chính lại cho mọi người coi sao luôn. Qua mình thấy nó dài quá, mình tưởng nó là 3 mét. Nhưng mà thực chất cái cặp dây này là đúng là 100% dây đồng. Nhưng mà nó có 2 mét rưỡi thôi. Đó, mình đính chính lại nha quý khách hàng nha. Quý khách hàng nào ngày qua có đặt hàng á, thì bây giờ cho phép mình đính chính lại. Ngày qua mình có nói là 3 mét kìm hàng, 3 mét kẹp mát dài miên man. Nhưng mà mình đính chính lại. Mình thấy nó dài nhưng mà không phải, thực ra nó chỉ có 2 mét rưỡi mà thôi. Đó, mà dây đồng rất là tốt, đủ ly. Dây đồng rất là tốt và đủ ly. Đó, đây là cái phụ kiện nó cho theo. Rồi một cái nón có chữ bát sai, một cái kiếm có chữ bát sai và cái cách đóng gói rất là đẹp, búa võ sĩ cũng đẹp. Có cái ông vô ông bình luận á, tôi trả lời ông luôn. Thằng Phát nó không có cửa nào mà là bạn của người Đức này cả. Tóm lại ông đừng nói vậy, tóm lại là tôi không có muốn dính vô. Ngày qua cũng đính chính lại luôn, ngày qua mình gài cái tay cầm mà không có đúng, dài vậy mà đúng nha quý khách hàng nha. Kiến nó cũng cho này, kiến theo tiêu chuẩn của Đức nè. Nó dài nó vô đây, thì mình sẽ sử dụng nó như cái mặt nạ cầm tay. Toàn bộ đồ của nó là như thầy dạy, giá chỉ có 1.200.000, búa họa sĩ của nó cũng có thương hiệu bát sai. À, quý khách nhìn để kỹ đi. Rồi kìm hàng kẹp mát cũng bằng dây đồng và bo mạch làm rất là xịn hào. Nó quý khách coi kỹ những gì mình nói. Thì đây là tranh thủ cơ hội này. Làm sao mà có con máy ở trên thị trường Việt Nam dòng thực 120A mà đồ đạc nó đẹp, chất lượng như thế này. Thì đó, hôm nay mình còn một vài cái nón nữa thôi. Thì mình thông báo khách hàng giá 1.200.000, công nghệ đúng là Đức và sản xuất lắp ráp tại Trung Quốc. Đó, nón thì rất là chất lượng cao, còn thì số lượng rất là giới hạn. Đây là cái nón mình đang đội, mình rất là thích nó. Nó có 300g thôi. Mở lên. Tắt số 9. 10, 11, 12, 13 vòng vòng đây. Rồi bên trong là chỉnh được độ nhạy với hồ quang. Rồi bên này là chỉnh được độ chuyển từ tối qua sáng, từ nhanh tới chậm, nhanh nhất là nhỏ nhất, chậm là dặn lớn lên. Đó, đây là cái nón rất là xịn hào và mình rất là thích nó. Mình đang đội nó để làm việc hàng ngày luôn đó. Nó này rất là tốt. Đó, cho nên mình khuyến mãi quý khách hàng mua con máy bát sai 120A dòng thật thì được sẽ tặng cái nón đó. Nón thì nó chỉ còn một ít nữa thôi đó, quý khách nhìn bên kia còn 7-8 cái, 10 cái gì nữa đó là sẽ hết. Rồi xong.
Thì đây là cái máy ACDC có chức năng tích lạnh, cũng sẽ đi giao trong ngày hôm nay. Thì mình sẽ test thử một cái đường hàn nhôm. Máy này nó rất là hay, nó có chức năng hàn tích nè. Tích AC, tích DC. Trong tích DC mình có thể mở xung lên nè. Tích DC mở xung nè. Rồi, tích AC xài xung luôn nè. Có thấy không? Rồi, thêm cái hàn que nữa nè. Rồi trong cái thằng tích DC thì nó sẽ có tích lạnh dưới đây nè. Tích lạnh, tích điểm. Đây là một dòng máy mình phải nói là rất là rẻ và cũng như rất là hiệu quả kinh tế. Giá chỉ có 11 triệu 500 ngàn. Nhưng mà nó có thêm một, bình thường một con máy ACDC 200A dòng thật như thế này, một số hãng trên thị trường nó bán tới là 15 triệu rưỡi mà không có cái bộ phận tích lạnh bên phần DC đây. Thì mình tự hào đây là con máy rất là rẻ và rất là hot trên thị trường. Hôm nay có một anh khách ở dưới Long An cũng đặt con máy này ở dưới Hưng Yên á. Rồi đây có một anh cũng đang đứng chờ lấy con máy nữa nè. Mình sau xong video này mình sẽ qua mình giao con ACDC cho anh đó luôn. Rồi bây giờ mình sẽ vô mình hàn thử một cái đường hàn nhôm thật là mỏng trên con máy này, hay là di chuyển xuống AC, di chuyển lên 2T. Thì trong tích AC thì mình chỉnh cái hai thông số cơ bản thôi. Tần số AC thì mình chỉnh lên 120 Hz. Mình lướt nhanh cái này, mình vô review chính của video này là CT46GD, ba lăng mình sẽ chỉnh 30%. Bây giờ mình hàn cái miếng nhôm mỏng lét như thế này, 2 ly. Thì mình sẽ chỉnh dòng hàn á. Đây, mình sẽ chỉnh dòng hàn, nó sẽ thoát từ cái ba lăng ra dòng hàn. Mình sẽ chỉnh là 130A. Rồi mình sẽ tiến hành hàn liền miếng hàn nhôm trên con máy tích 200ACDC này ở trạng thái gọi là tích AC mà không có xung. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành hàn cái đường hàn nhôm này ngay tại đây, mình bò ở đây mình hàn luôn. Bên này là con tích 400B cũng của hãng Sanjo mà không có chức năng AC. Máy này thì mình đang bán 11 triệu 500 để dành cho những công trình công nghiệp, giống như trong nhà máy nhiệt điện Cà Mau là mua rất nhiều nè, lắp máy 451 nè, lắp máy 692 nè, lắp máy 18 nè. Những công ty đóng tàu, khách hàng thương mến của mình ở Vũng Tàu cũng mua dòng này rất là nhiều, là làm trong đường ống trang trí của ngành tàu bè nè, rồi trong ngành thực phẩm nè, rồi trong ngành nhà máy nhiệt điện, điện đạm rồi đó. Là em máy này là một chọn lựa rất là tuyệt đỉnh, bởi vì những anh thợ hàn á, ảnh luôn luôn cần có tính năng xung, up lớp và down lớp là rất là quan trọng. Thì anh nào trong ngành đó sẽ hiểu những cái khoái cái tính năng này. Rồi bây giờ mình sẽ vô mình hàn một đường hàn nhôm. Mình không biết là cái thời lượng này nó có còn kịp video nữa hay không. Hành hàng một đường này ha, mời tất cả quý hàng theo dõi. Vô, mình bò dưới đất mình làm luôn ha quý hàng ha. Vô nè, máy rất là xịn hào ha. Mình nhát sơ là mình thấy đã rồi. Dòng này nó hơi mạnh so với miếng nhôm dày 2 ly, mình sẽ giảm xuống còn 120 thôi. Rồi, mời tất cả quý hàng theo dõi nha. Vô, đây là cái đường hàn nhôm rất là xịn hào. Nói với thầy ha, đến từ cái con tích 200ACDC này. Thời nó có chức năng tích lạnh luôn, mình sẽ di chuyển lạnh mình làm luôn. Lạnh. Quý khách sẽ thấy mình cho nó chức năng tích lạnh nha. Chỉnh là 10ms thời gian ngâm của dòng hàn. Và mình cho thời gian chớp của em nó nè. Khách sẽ thấy tích lạnh nó chạy nhịp nhàng như thế nè. Mời tất cả mọi người theo dõi khả năng tích lạnh của em nó nha. Vô. Đây là chức năng tích lạnh DC trên con máy tích 200ACDC. Mặc dù nó là máy tích ACDC là chuyên về nhôm, nhưng mà máy có thiết kế tặng cho quý khách hàng thêm một bộ lạnh nữa. Thì em đã đang hoạt động ở cái thể gọi là thể trạng là tích lạnh. Mình sẽ tạo ra những cái đường hàn trắng về giới như vậy đó quý khách hàng ha. Đây là đường hàn tích lạnh của em đó. Nó có thấy đường hàn tích lạnh của em đó. Đây là rất là xịn hào. Đó, mình muốn cho nó nhịp nhanh thì mình cứ chỉ cần chỉnh này nhanh lên thôi. Ví dụ muốn nó nhanh thì mình sẽ cho nó nhịp nhanh lên.
mình sẽ chờ nó nhanh lên. Mời tất cả mọi người theo dõi một đường lạnh của em đó nè. Vô đó, nè, vô nè. Đó, đây là trạng thái tích lạnh của máy này. Nói cái thằng ha. Có một anh khách, ảnh đặt, ảnh xa, ở xa lắm. Ảnh nói làm sao ông làm ra được mấy hình này. Ông lên ông quảng cáo được không? Nếu anh làm được thì ngày mai tôi sẽ xuống đơn. Thì cũng cảm ơn anh rất nhiều. Đó, đây là cái chữ gọi là Vĩnh Phong là mình hàng nè ha. Đây là những đường trang trí cổ bô. Chính con máy tích 250BC này nó làm ra nè. Đó, thì bây giờ mình sẽ vô làm liền để cho anh khách thương mến đó, anh thấy thực tế nó, coi mình có làm được hay không. Thì để hàng được tích 250BC mình phải có chai khí hạt gông nha các bạn nha. Đó, nhiều người cứ tưởng là làm không có dùng khí là không có đúng. Đó, đây là dòng máy có 5 tính năng. Mình sẽ vô tính năng đầu tiên cho nó lẹ nha các bạn nha. Tính năng đầu tiên là tính năng hàng tích thường. Bây giờ mình sẽ chỉnh dòng lên là 220A, 230A luôn. Rồi, mình sẽ chỉnh khí ra trước nè. 0,2 giây, khí ra sau 2 giây. Lần này mình sẽ nối toàn bộ những cái tấm sắt này lại. Đầu tiên là ở trạng thái tích thường của con tích 250BC. Sau đó mình sẽ hàn nối lại bằng những con bắt sai này. Bắt sai. Sau đó mình sẽ nối toàn bộ những cái tấm sắt này nè bằng máy bắt sai. Đó, mình sẽ bon lại. Máy tích 250BC này nó rất là xịn hào nha quý thầy nha. Rồi xong, mình đã bon dính một điểm rồi. Mình bon trái bà cái nhựa đường luôn rồi. Đó. Vô. Xong. Thường nguyên tắc hàng tích thì chúng ta phải bon như thế. Rồi, mình dời cái chai này xuống xíu, cái ngồi này nó dướng quá. Rồi, mình sẽ bò dưới đất, mình làm một cái đường tích thường rồi sau đó mình vô tích xung ha tới quý hàng. Và cái tích này là 5,2 triệu. Thì bây giờ mình cũng đang khuyến mãi, mình còn mới nón tên da xịn hào nè. Nó nhẹ, từ ngày mình có cái nón này mình mê lắm. Chỉnh được số nè, tắt nè, mở lên số 9 nè. Rồi chỉnh được từ 9 tới 13 nè. Rồi bật nó rất là nhẹ nhàng, cho nên lúc nào mình cũng đội trên người hết. Chứ mình không có đi tìm giống thời hồi xưa mà mình xài mấy cái nón lớn á, nó nặng lắm. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành hàng tích thường một đoạn cho tất cả quý hàng coi nha, vô. Đây là phương pháp hàng tích đó quý hàng ha. Nhờ đội cái nón này mình làm mình thấy mình sướng ghê luôn á. Mình đắp cái rốt này vô cho nó đầy thịt cho nó lẹ nè. Tại con bắt sai thì nó cũng đơn giản cho nên mình sẽ làm cuối video. Ai coi được thì mình sẽ tranh thủ mình đặt hàng. Nó xuất khẩu qua Đức thì nó làm theo cái tiêu chuẩn nó vẫn khác bình thường. Rồi xong, mình đã hàng tích ở một cái đoạn rồi. Bây giờ mình sẽ làm xung cho quý hàng coi nha. Mình đặt cái cây rốt này xuống cho nó tự chớp xung, nó sẽ tạo ra dãy cá cho quý hàng coi. Bây giờ mình sẽ cho nó lên 240A luôn nè ha. Rồi mình di chuyển qua chức năng tích xung ha. Đây là mình sẽ đặt cái dòng này là dòng nền ha, mình cho dòng nền là 60A. Rồi, dòng chính là 240A. Rồi, từ dòng nền 60 lên dòng chính 240, tức là dòng chảy kim loại á, một lần trong một giây gọi là một hạt. Thì lần này mình sẽ để cho nó là một hạt rưỡi các bạn ha. Rồi, đây là độ rộng xung. Độ rộng xung thì nó tính bằng đơn vị phần trăm của dây. Maximum là 90% của một dây. Để nó ngâm cái dòng chính này nè. Đó. Maximum là 90% của một dây để ngâm dòng chính này. Nếu mình để 90% á, có nghĩa là giống như mình hàng nãy giờ vậy, không có thấy xung gì hết trơn á. Thì bây giờ mình sẽ cho nó ngâm cái dòng chính 240A trong dòng là 0,3 giây. Còn nó ngâm cái dòng làm nguội á, là dòng nền là 0,7 giây. Đó là cái cách chỉnh xung của con máy này. Rồi vô tính năng xung liền, mời tất cả các thằng theo dõi. Trên con máy tích 250BC xịn hào nha các thằng nha. Đó. Đây là cái sự nhịp xung của nó. Thì nó giúp chúng ta tạo dãy cá rất là đẹp. Đó, mình chỉ cần đặt cái rod vô giữa cho nó nằm vậy thôi. Rồi mình sẽ tiến hành mình hàn thôi. Nó sẽ tạo ra dãy cá và nó đè, nó sẽ
nó sẽ làm cho hai cái miếng sắt này tự hòa quyện ra với nhau. Ngọa long tích luôn, là mình bò dưới đất mình hàn luôn. Đó, đây là đường hàn tích sung. Hết rồi ha. Đó. Xong. Nó sẽ tự tạo ra dãy cá và nó đắp ra rất là đẹp. Rồi bây giờ mình lướt qua cái trang trí của bô cái mình thôi ha mấy thằng ha. Chứ bây giờ không có thời gian đâu, mình còn vô review kia nữa. Rồi chúng ta vẫn cứ để ở này là inox này nó mỏng, 2 ly rưỡi à. Thì mình chỉnh dòng 190A. Ha, là dòng chính á. Rồi dòng nền mình sẽ cho là 35A. Rồi tần số xung mình sẽ trang trí của bô mình phải cho nó lên tới 10 hạt lận. 9 hạt rưỡi đi. Rồi độ rộng xung mình chỉ cho là 35% thôi. Thì mình sẽ tạo ra đường trang trí của bô cho tất cả quý khách coi, 35%. Rồi quý khách coi nè, để nó tạo ra những cái đường y chang vậy ha quý khách ha. Vô nè, mời tất cả quý khách theo dõi. Vô. Đó, đây là đường trang trí của bô để nó tạo ra giống như anh khách ảnh yêu cầu đó. Ơi coi ông làm được không? Đó thì mình đang làm thực tế nè. Trên con tích 250BC xịn hào nè. Nó sẽ tạo ra những cái đường mũi tên như thế này. Nếu mà lên inox thì nó sẽ tạo màu sắc vậy đó quý khách. Tạo trang trí của bô là nhờ sung chứ không phải là tích lạnh đâu nha quý khách nha. Đó, đây là sung chứ không phải tích lạnh đâu nha. Đó. Mình có thể chỉnh tần số cao thấp, mình sẽ tạo ra những cái đường trang trí của bô rất là tuyệt vời. Mời tất cả mọi người theo dõi nè. Nó sẽ tạo ra những cái đường mũi tên. Đó, quý khách thấy không? Đó, nó sẽ tạo ra những cái đường mũi tên như vậy đó. Quý khách đang theo dõi mình đang sử dụng chức năng trang trí của bô trên con máy tích 250BC rất là xịn hào. Đó là những cái đường mình đang tạo ra và mọi người thấy rất rõ đúng không? Đó, trang trí rất là nhiều màu. Ví dụ hàng lạnh nó không làm vậy được. Chút xíu thì mình đẩy một đường hàng lạnh cho quý khách hàng coi luôn. Đây là đường trang trí của bô thôi. Nó sẽ tạo ra rất là nhiều màu sắc, 7 sắc cầu vồng. Mình sẽ chỉnh rất là nhiều tham số để nó tạo ra sự đẹp đẽ như vậy đó. Rồi nè, đâu quý khách thấy không? Xong, mọi người nhìn kỹ đường này nha. Mình làm cái lạnh cái nữa rồi mình sẽ vô con bắc sai. Rồi mình sẽ di chuyển lạnh và mình sẽ cho thời gian ngâm của lạnh này là 90 mili giây, 70 mili giây đi. Thời gian chớp của lạnh nè, mình sẽ cho nó là 0,3, 0,4 đi. Rồi, quý khách sẽ thấy lạnh nó sẽ khác biệt. Vô nè, lạnh lạnh rồi nha, vô. Lạnh thì nó lên dòng chính, nó tắt xuống không, thì nó sẽ không tạo ra được cái đường trang trí của bô đẹp, long lanh như là sung được. Đó là cái sự khác biệt rất là rõ ràng, quý khách nắm cái chuyện đó giùm mình nha. Ở đây là mình làm một cái đường lạnh để mọi người thấy luôn. Nó lạnh là vậy, do mình đi nó nhanh quá. Mình cho nó thời gian ngâm lên 80, lên 100 luôn đi. Để mình có được cái nghề mình làm trang trí cửa bô, kiếm cơm đồ. Giai đoạn này đang khó khăn. Mình mua con máy rẻ, mà có một cái chỗ bán hàng mà hướng dẫn kỹ lưỡng thì khách nên cân nhắc chọn lựa hai quý thằng ha. Đó thì xong. Thôi bây giờ cũng đã là 18 giờ rồi. Mình rất là mệt mỏi rồi, mình xin phép mình sẽ không có review con CT46GD luôn, mình nghỉ luôn rồi. Đó, mình khép video lại đây luôn. Chúc tất cả quý khách hàng có một ngày thật vui là thật bình an. Hẹn gặp lại vào những video lần sau. Xin thân ái chào tạm biệt nha quý khách hàng ha.